Hello mọi người nha. Hiện tại tụi em đang trên chiếc xe lôi đang có mặt tại hội chợ Châu Đốc cả nhà ơi. Đó thì rất là nhiều ca sĩ, chẳng hạn như là anh Lâm Chính Khang nè, Hồ Cát Tùng nè, và có rất là nhiều anh chị nghệ sĩ. Đó, sau khi tụi em coi biểu diễn xong rồi tụi em sẽ lên chuyến xe lôi để mà đi ăn bò nha cả nhà. Đây, tất cả các thành viên đây. Đúng rồi, ập mỹ quá à. Đó, đây gia đình đang chuẩn bị đi ăn bò nha. Dũng ơi, hello đi Dũng. Hello mọi người nha. Đó, tâm trạng của em rất là vui luôn. Tại lâu lâu á, mỗi năm tụi em mới được đi dí bà một lần nha mọi người. Thì năm nay là tụi em đi rất là vui luôn. Thì em cầu cho mọi người coi clip của Thu Cái Duy Chiên đó, mọi người đều được bình an và hạnh phúc nha. Và ai có, ví dụ mà ai mà có chưa có đi lễ dí bà Châu Đốc á, thì cứ hàng năm cứ xuống đây đi chung nha mọi người. Dí bà là vào tháng 4 nha mọi người. Đó đó thì cả nhà thấy không, xe lôi ai cũng bốn người hết, riêng xe lôi em thì có hai người với một người YouTube thôi. Ai cũng hỏi vậy, tại sao là giống như là sẽ có nhiều người hỏi là ủa tại sao xe lôi của Tu Vương có hai người với người YouTube mà bên xe kia bốn người lận. Ờ thật sự thì một mình em là tới 90 kg lận, cho nên là một mình em là hai người. Dạ nhóm mấy chắc rồi, nhóm mấy chắc bốn người rồi kìa. Trời ơi, em thần tượng mấy chị lắm idol. Một chút cho em chụp hình nha chị Mai. Đồng bố là hồng, chín ngàn âm. Đồng bố là tươi, đi đồng tiền. Hey, hey. Ê, mình hát chung một bài đi. Trái đất này đi. 2, 3. Trái đất này là của chúng mình. Quà bông xanh, bay dưới trời xanh. Bồ câu ơi, cánh chim vượt cho sống. Hài âu ơi, cánh chim ngừng con sống. Cùng bay nào, bạc 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 bạc. Cùng trái đất quay, cùng bay nào, bạc 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 bạc. Cho trái đất quay, bốn phương trời ta về đây chung vui. Công vân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kẻ tuệ. Ủa có mình tao bài vậy? Không phải, cái bài đó tao mới thuộc. Tao thuộc cái bài trái đất quầy à. Trái đất quầy đó, đó mọi người rất là. Trái đất này là của chúng mình. Quà bông xanh, bay dưới trời xanh. Đó, rất là vui luôn mọi người. Rồi bây giờ tụi em sẽ hát thập niên 90. Đó chính là bài hát này mang tên Xích Lô Xe Lôi. Rồi. Về đâu người hỡi xích lô, về đâu bây giờ, về đâu để thấy chúng ta vẫn mãi như ngày xưa, về đâu để thấy chiếc xe lòi quên bên mình, về đâu để đón những gì anh đã bỏ lỡ. Ủa sao vậy? Ủa sao vậy? Ê lộn đường rồi. À đi vòng này ở tội nghiệp hạnh quá vậy. Đó, cái nhà. Trời ơi rồi, phải à, có nghĩa là đi lộn đường. Đi lộn đường, lộn đường, lộn hiểu lầm, hiểu lầm. Ờ không sao đâu. Hiểu lầm nha cả nhà nha, xé nháp, xé nháp. Đó, như thường lệ thì lâu lâu mới có một kỳ, có cái hủ tiếu mì ngày nào cũng có. Đây là quán siêu nha cả nhà nha. Cả nhà ồ. Dễ thương quá cả nhà ơi. Đây là bây giờ là tụi em đang chuẩn bị dạo một vòng mà Châu Đốc nha cả nhà. Rất là vui luôn cả nhà ơi. Rất là nhiều anh chị còn thương mến em, cho nên qua clip này em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cô dì chú bác ở tất cả các tỉnh thành đã gặp em ở đâu đó, đã xin chụp hình nè, rồi giao lưu nè, rồi trò chuyện nè, tâm sự cuộc đời MBD được đó cả nhà. Thật sự em rất là vui và rất là quý tất cả mọi người. Đó thì thời gian sắp tới nữa. Hello. Chị nghe nè em. Chị bắt em của trời. Dễ thương quá à. Xe kẹo quẹo đây nè phải không anh? Quẹo trời ơi, đó vừa nãy mấy ông đi lộn đường. Ôi anh ơi đừng có chở vô tối cho tụi anh tính làm gì em vậy? Trời ơi anh xin lỗi. Anh ơi đừng có làm gì chị với em nha. Tối quá làm ngoài cái đường rồi, làm rồi tối quá à. Anh tính làm gì tôi? Anh xin lỗi. Anh tính làm gì tôi đây, anh xin lỗi. Tại sao anh không làm? Anh nhanh chứ. Anh làm đi. Mà tối ba mươi ba năm anh làm đi anh xin lỗi. Anh lôi em như chiếc xe đi anh xin lỗi. Ai anh nắm đầu em đi xin lỗi ơi. Anh xin lỗi ơi, anh lôi em giống như chiếc xe đi anh ơi. Anh chậm chiếc xe lôi anh luyện đầu chỗ này đi anh. Anh nục xì dầu. Ôi ôi xong kìa, kìa quá lắm rồi. Ôi ôi sao không có nước. Ôi anh ơi đang quay clip đừng nói mập anh nó phát tướng. Ôi anh ơi chở con về đi, chúc em về. Ôi trời ơi kìa, không có xin chỗ kìa. Hello xạ. Ôi rất là dễ thương nha. Anh ơi đừng có chạy chỗ đồ dằn nha anh, em bầu bì á anh ơi. Trời ơi, 6 tháng rưỡi rồi đó anh ơi. Siêu âm bác sĩ nói em là có thể sinh ba đó anh. Bữa ba nó
ké cái tay vô cái bụng em, mấy đứa con em vô bột kìa. Ê ơ lép nó dí đây bố mẹ. Ôi, mẹ ơi, trời ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, dừng lại đi anh ơi. Anh ơi dừng lại đi anh ơi. Đừng xa em đêm nay, anh ấy nói yêu mình em. Đừng xa em đêm nay, tim quá dài. Hãy ôm em trong tay dằn quá nè anh ơi. Thả ra. Hello cưng. Ba thương cưng chị ba hùng cưng. Trời ơi rất là vui luôn nha mọi người. Vui lắm cả nhà ơi. Đó tụi em đang đi trên đường nha. Đường Tây Trung còn quá xa. Bao có căng em vừa qua. La 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 la. See you all the year. Đó ca tiếng ngoài, mày ca tiếng gì kêu ca tiếng ngoài. À mày ca tiếng ngoài gì mày ca. See you all. Nai si da ni na to. Cái gì mà? See you. See you. Ê nó hát cái gì mà tự tôi cũng không si da gì vậy mày. Si da. Reverse. Mày đừng có khủng quá mày ca tầm bậy tầm bạ. Cái này tiếng phổ thông kìa. Nói chứ cả nhà ơi, bây giờ em đang trên đường đi ăn bò nha cả nhà nha. Đó đang cho em bò là đi hình như là 7-8 chiếc xe lôi đó cả nhà. À, chở tới gần 30 bà PD lần cả nhà. Đó vô tại vì đi ăn bò là mình giống như là đi thỉnh kinh vậy. Hello chú. Buổi tối vui vẻ nha chú. Nó nghe là thật sự ở đây tối nó vắng quá. Tối vắng đi vô. Hello chú. Mấy con đường tối vắng. Hello anh. Dạ Ní. Ok Ní ngủ ngon nha. Trời ơi chúng hệ. Dễ thương chứ trời. Dễ thương. Trời nói thiệt có người dân An Giang. Người dân An Giang rất là dễ thương luôn cả nhà, rất là hiếu khách luôn cả nhà. Rất đó. Em tưởng là em về quê Gia Hân không đó cả nhà. Quê em ở Long An chị ơi. Ủa trời ơi, vậy mà quê và ai đồn là quê chồng bà ở An Giang. An Giang à, chồng cũ em á. À, chồng cũ ly dị rồi. Ủa ly, ủa sao ly dị sớm vậy? À, tại hai vì... người đâu có quen mà sao ly dị hay vậy ta? Có quen chứ chị mà ở không có được. Ở không có bền. Em đẻ không được chị ơi. Không phải với lại mẹ chồng hết. Ơi, dạ. Hello. Trời ơi, dễ thương. Trời. Hello anh. Ờ không à, công nhận ở dân ở đây dễ thương thiệt. Hồi nãy có nghe. Em có nghe hồi nãy em kể Phương nghe hồi nãy em có nghe chị kia nói kìa, chị Thu Phương ngoài đời kìa, chị Thu Phương ngoài đời dễ thương quá. Cái lá cái em nghe qua anh kia. Sao bà không chịu gửi cho chị đó cái lọc đi. Không mà nghe em kể hết là khen Thu Phương dễ thương rồi, lá cái bé mà đi theo chị nó nói: "Ôi cho mẹ con thấy chị Phương xong ngoài đời mập quá." Khen nó người ta khen. Em với lại em mi cười quá trời cười. Làm như là không có cười đến đầu bạn. Vậy là anh chị khen á. Trời ơi mắt em với lại anh Chinh cười quá trời cười luôn mọi người ơi. Vui lắm cả nhà ơi, một năm tụi em đi cũng phải là hai lần đó đúng không hay hơn? Đúng rồi. Đầu năm với lại cuối năm. Nhưng mà hình như một năm rồi tụi mình đi là đầu năm là mình đi Châu Đốc An Giang nè, còn khoảng tháng 9 là mình đi Cổ Hạch Thị Thiếm đúng dạ, không? Đúng rồi. Đó thì mọi người có thương yêu Thu Phương, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của Thu Phương giùm em nha. Tại vì dạo này có nhiều người comment là sao dạo này người ta cũng có mắng vốn em, ta nói ủa hỏi sao Thu Phương lâu quá không qua clip. Thì em cũng nói là dạo này Thu Phương bận rồi, với lại Thu Phương mắc quay cái chương trình mà Ngôi Sao Chốt Đơn đó mọi người. Đúng rồi, cả nhà sắp chung kết đó nha. 7 tháng 6 là ngày chung kết của Ngôi Sao ơi. Không được tiết lộ ngày quên nữa. Nói chung là sắp tới nữa là trực tiếp là như Ngôi Sao Chốt Đơn là chung kết đó cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ cho team Tâm Chuông nha cả nhà nha. Đó, và ủng hộ cho Vedet Vũ Đô Phương nha cả nhà. Ok. Đó, cả nhà hãy bình chọn cho tất cả các thí sinh sẽ được quay trở lại tại đêm chung kết cho một phiếu vớt đó cả nhà. Đúng rồi đó. Thì mọi người đâu hết rồi. Cứ gán chờ coi nha mọi người và nhớ ủng hộ kênh Thu Phương giùm em nha. Đúng một rồi. Nút like, một nút chia sẻ đi rồi mai mốt Thu Phương sẽ quay thật nhiều clip dạ. Cho mọi người coi luôn. Sắp tới nè em sẽ giống như là một cái tiêu đề series là em sẽ quay hành trình của các cô chuyển giới nha cả nhà nha. Em sẽ quay những giống như là bạn, những chị, những em trong cộng đồng LGBT. Mình làm những ngành nghề buôn bán đó, mình lợi mình quay clip giống như là mình hỗ trợ rồi mình động viên rồi mình hỏi thăm sức khỏe. Cái thứ hai là mình chúc tất cả các chị em cộng đồng LGBT buôn bán ngày càng phát triển hơn nữa. Tại vì anh chị mình thấy không, các thi cũng sụm nụ cũng đóng cửa nè, em cũng sụm nụ cũng đóng cửa, rồi ti thi cũng đóng cửa ở Sài Gòn và đi xuống dưới Bình Dương lập nghiệp. Thì sắp tới rồi em sẽ có tiêu đề series là quay hành trình của các cô chuyển giới, những cô nàng LGBT để mà phục vụ tất cả mọi người. Mong là cả nhà ủng hộ, thì cả nhà nhớ bình luận phía bên dưới, thì cả nhà hãy cho một tên, một cái tên, một chị trong cộng đồng LGBT mà Thu Phương sắp tới nữa quay, thì cả nhà cứ bình luận ở dưới đi cả nhà. Đó thì em
em sẽ quay và sẽ tâm sự, sẽ bỏng vấn tất cả các chị em trong bộ đội LGBT làm những ngành nghề buôn bán nha cả nhà nha. Đó thì qua một cái clip này mong cả nhà coi vui vẻ, cả nhà nhớ đăng ký like và subscribe đăng ký để giúp cho em cũng như là team em có động lực quay thật là nhiều clip, ra thật là nhiều video nha. Trong thời gian quá trình quay clip đó có gì sơ sót mọi người bỏ qua cho tụi em nha cả nhà nha. Đó, hẹn mong gặp mọi người lại ở những clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye mọi người, chúc cả mọi người coi clip của Thu Phương thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Bye bye mọi người.